Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC ngày hôm nay 12 tháng 11 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Và vị khách mời quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Nguyễn Thanh Lâm, là phó phòng phân tích công ty chứng khoán Maybank Kim Anh. Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn anh Lâm đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng. Thế anh thì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến một phiên giao dịch khá là kịch tính khi mà thị trường có lúc thủng mốc 600 điểm. Và ngay sau đó buổi chiều thì chỉ số lại quay ngược trở lại và là có lúc xuyên thủng 605 điểm trong sự bất ngờ của nhà đầu tư. Như vậy thì anh nhận định như thế nào về diễn biến phiên giao dịch này? Tôi rất đồng ý với bạn cái chỗ rằng là phiên hôm nay thì rất là kịch tính và có lẽ là cũng lâu rồi chúng ta mới thấy được một cái phiên mà VN-Index biến động hơn 10 điểm như vậy. Và buổi sáng thì chúng ta thấy rằng là thị trường thuộc về phía người bán, khi mà bên bán thì ra quân và làm cho thị trường giảm rất là mạnh. Đà giảm của thị trường thì vẫn tiếp tục và đến khoảng đến sau 1:10 chiều buổi chiều thì chúng ta thấy rằng là bên mua mới bắt đầu ra quân và đưa thị trường tăng dần trở lại, và vào cuối phiên thì chúng ta thấy rằng là lực mua rất là mạnh và đã khiến cho thị trường trở lại cái mức xanh điểm ở trong phiên ngày hôm nay, một cái phiên rất là ngoạn mục. Và theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng đây là một cái phiên mà cả bên mua và bên bán đều đã rất là tận lực trong cái giao dịch của mình, và cái kết quả mà bên mua đã giành một cái chiến thắng nhất định vào cuối phiên thì cũng cho thấy rằng là đây là một cái kịch một cái yếu tố tương đối là tích cực cho thị trường trong một vài phiên sắp tới đây. Vâng. Và khi mà thị trường mất mốc 600 điểm thì tôi nhận thấy là lực cầu bắt đáy đã quay trở lại. Như vậy thì với anh thì việc mà bắt đáy trong cái phiên này có gọi là quyết định đúng đắn hay không? Thật ra thì như chúng ta cũng Lâm cũng có một vài lần trao đổi với lại bên FBNC thì cái xu hướng hiện tại bây giờ của thị trường vẫn được tôi đánh giá là một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Và thật ra thì mặc dù chúng ta đã có khoảng 4 phiên giảm liên tục trước cái phiên ngày hôm nay, nhưng mà cái xu hướng tăng này thì vẫn được bảo lưu, cái xu hướng tăng này thì vẫn chưa có bị mất đi. Vậy cho nên rằng là cái việc mà nhà đầu tư tham gia bắt đáy thị trường ở trong cái phiên ngày hôm nay khi mà thị trường về dưới mức 600 điểm theo quan điểm của Lâm thì cũng tương đối là hợp lý. Chỉ có điều rằng là chúng ta cần phải lưu ý một điều rằng là cái xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại bây giờ của thị trường thì có thể là nó cũng sẽ gặp một số những cái rủi ro nhất định và nó có thể là nó sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì có hai cái vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Cái thứ nhất đó là yếu tố về dòng tiền. Thì thật ra thì dòng tiền khối lượng giao dịch riêng trong phiên ngày hôm qua thì tương đối tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trong cả một cái bình diện cho cả một cái xu hướng tăng vừa rồi trong khoảng một tháng vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền thật ra không có mạnh lắm so với lại những cái đợt tăng giá trước đây của thị trường. Vì vậy cho nên rằng là có thể đây sẽ là cái yếu tố làm cho cái VN-Index của chúng ta nó riêng cũng như là thị trường nói chung nó sẽ không thể đi quá xa được, đi tăng quá cao được trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Thêm một cái yếu tố nữa đó là yếu tố về khối ngoại. Thì chúng ta thấy với nhau rằng là khối ngoại trong phiên hôm nay mặc dù là thị trường rất là hứng khởi, rất là hào hứng, nhưng mà một cái yếu tố cũng đáng ngạc nhiên đó là khối ngoại trong phiên ngày hôm nay thì đã bán ròng đến những hơn 145 tỷ đồng trên sàn Hồ Chí Minh. Thì một cái sự bán ra rất là mạnh của khối ngoại như vậy, nếu mà nó được tiếp diễn trong những cái phiên tiếp theo thì sẽ là một cái dấu hiệu mà nhà đầu tư cần phải thận trọng và có thể là cần phải đảm bảo một cái mức độ rủi ro vừa phải cho mình thôi trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Vâng. Còn cái xu hướng tăng của phiên hôm nay thì theo anh thì có nói gì cho thị trường những phiên sắp tới hay không? Như lúc nãy Lâm cũng có trao đổi đó, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà bên bán và bên mua ngày hôm nay đều ra quân rất là rầm rộ, rất là mạnh, và cuối phiên thì kết quả cho thấy là cái phần thắng có vẻ như thuộc nhiều hơn về phía bên mua, khi mà thị trường từ những cái mức điểm giảm rất là mạnh thì đã quay trở về lại mức giá xanh và đóng cửa ở giá cao nhất trong ngày luôn. Thì với một cái phiên như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng là VN-Index sẽ tiếp tục có thể là sẽ tiếp tục tăng ở trong những cái phiên sắp tới đây. Nhưng mà như lúc nãy Lâm cũng đồng thời có chia sẻ, chúng ta thấy rằng là cái rủi ro thì có thể là đang chờ đợi thị trường ở những cái mức giá cao hơn một tí. Đối với lại cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là đâu đó ở vùng giá trên 615 điểm thì các nhà đầu tư có thể là sẽ phải cần thận trọng hơn. Vâng. Trong phiên ngày hôm nay thì tôi cũng nhận thấy là những mã mà nằm trong viện diện thoái vốn của SCIC như là Vinamilk hay là FPT chẳng hạn thì có vẻ như là có vai trò dẫn dắt thị trường. Như vậy thì theo anh thì liệu có còn kịp nữa không khi chúng ta giải ngân vào các mã? Vâng, cái điều bạn nói hoàn toàn chính xác. Chúng ta thấy rằng là cái lực cầu ở những cái cổ phiếu mà nằm trong cái diện thoái vốn của SCIC ở đây chúng ta phải kể ra như là Vinamilk, như là FPT hoặc là Bình Minh. Thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này thì không phải riêng trong phiên ngày hôm nay mà kể cả ở nguyên xuyên suốt trong một cái đoạn tăng vừa rồi thì luôn luôn là những cái cổ phiếu dẫn dắt đối với lại thị trường. Và về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là cái câu chuyện về việc thoái vốn của SCIC nó là một cái câu chuyện rất là dài hơi và nó sẽ còn được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần từ đây cho đến giai đoạn nửa đầu năm 2016. Vì vậy cho nên rằng là, và đồng thời với đó thì nền tảng cơ bản của các cái công ty mà chúng ta vừa nói ra, ví dụ như là Vinamilk, FPT hoặc là Bình Minh, thì đều là những cái công ty có cái nền tảng cơ bản rất là tốt
tốt trên thị trường. Đi kèm với lại cái thông tin tích cực từ cái việc thoái vốn của SCC nữa, thì tôi cho rằng là cái việc đầu tư một cách lâu dài, nghĩa là trung dài hạn một tí, cái tầm nhìn trên 2 tháng 3 tháng trở lên, thì cái khả năng kiếm được lợi nhuận từ những công ty này vẫn còn rất là khả quan. Dĩ nhiên đối với lại những nhà đầu tư mà lướt sóng quá ngắn, tôi lấy ví dụ như là T3 hoặc T5 gì đấy, thì cũng rất là khó để có thể trả lời được cho câu hỏi rằng là có hiệu quả hay không. Nhưng mà nếu cái tầm nhìn của chúng ta trên được 2 tháng trở lên, cái việc mua và nắm giữ, thì Lâm nghĩ rằng là vẫn là một cái cơ hội đầu tư tương đối là tốt. Vâng, thông tin cũng đáng lưu ý cho nhà đầu tư đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn anh Lâm đã tham gia vào chương trình sáng ngày hôm nay. Cảm ơn ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Thanh Lâm là phó phòng phân tích công ty chứng khoán Maybank Kim Anh xung quanh diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán. Hy vọng là chúng ta có được những quyết định đầu tư, những tính toán hợp lý để có được những quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin tối ngày hôm nay. Dẫn nguồn từ một nhận định của Ngân hàng Thế giới, đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho hay, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam trên bảng tổng sắp toàn cầu năm tới sẽ tăng rất mạnh. Năm 2016 tới, Việt Nam có thể tăng đến 10 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu nhờ những cải cách không ngừng với các chính sách về thuế, hải quan, lao động, bảo vệ nhà đầu tư, v.v. Theo khảo sát của VCCI về những cải cách trong lĩnh vực hải quan, vẫn có đến 28% doanh nghiệp còn mất chi phí ngoài khi làm các thủ tục hải quan. Một trong những lý do khiến doanh nghiệp phải mất tiền lót tay là vì họ lo ngại bị phân biệt đối xử. 31% doanh nghiệp tham gia khảo sát gặp tình cảnh này. Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang có xu hướng quay trở lại và ngày càng gia tăng ở mức độ báo động, tại hội nghị triển khai kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi các tỉnh phía Nam vừa được Cục Chăn nuôi tổ chức vào sáng nay, các ý kiến đều cho rằng cần kiểm tra đột xuất và thường xuyên để phát hiện một cách công khai và nhanh chóng các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phía Cục Chăn nuôi và Bộ Công an cần liên kết chặt chẽ và có sự hỗ trợ lẫn nhau để công tác kiểm tra xử lý được diễn ra nhanh chóng. Các công ty du lịch tại Nga cho biết ngành du lịch trong nước đang bị tổn thất nặng nề do lệnh tạm ngưng các đường bay sang Ai Cập mà Tổng thống Putin vừa mới ban hành. Sắc lệnh này có hiệu lực cho đến khi tìm ra nguyên nhân rơi máy bay Airbus A321 của hãng Metrojet tại bán đảo Sinai. Trong thời gian chờ đợi thì du khách Nga sẽ chuyển hướng sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Trong bản báo cáo kinh tế mới đây, các cố vấn kinh tế của chính phủ Đức đã lên tiếng chỉ trích các chính sách lãi suất thấp của ECB. Các chuyên gia cho rằng lãi suất thấp mang lại rủi ro cho ổn định tài chính, đe dọa khả năng thanh toán của các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Tiến xin mời quý vị ghé thăm trang Facebook của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Và đến đây Phiến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.